Xin chào các bạn. Chiều nay sẽ có mấy chiếc cường kích hạng nhẹ của Philippines đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây quả là một dịp hiếm có. Đó là loại A29 Super Tucano. Hình như sẽ có 3 chiếc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Philippines đã mua tổng cộng 6 chiếc của hãng Embraer Brazil. Đây chính là hãng sản xuất máy bay đã sản xuất ra các chiếc E195, máy bay mà hãng Bamboo Airways vừa thuê để bay côn đảo. Có lẽ Philippines mua các chiếc A29 để làm nhiệm vụ trinh sát, quan sát chiến trường và chống du kích. Các chiếc máy bay mới này sẽ thay thế cho phi đội OV-10 Bronco đã có từ thời chiến tranh Việt Nam. Đây chính là hình dáng của chiếc A29 Super Tucano. Chiếc máy bay này có 2 chỗ ngồi, có thể sử dụng để làm nhiệm vụ huấn luyện, tương tự như loại Yak-52 của Việt Nam. Tuy nhiên đây là loại máy bay hiện đại hơn nhiều. Nó được trang bị các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Máy bay không sử dụng động cơ piston mà sử dụng động cơ tuabin phản lực cánh quạt của Pratt & Whitney. Người Mỹ cũng sử dụng một loại máy bay có hình dáng và sử dụng động cơ tương tự là máy bay huấn luyện. Đó chính là chiếc T-6 Texan. Đây chính là chiếc Cessna C208B-EX của hãng hàng không Hải Âu. Máy bay cũng sử dụng động cơ PT-6A, tuy nhiên là phiên bản khác. Phiên bản động cơ dành cho chiếc máy bay dân sự có 14 chỗ ngồi này chỉ có công suất khoảng 800 mã lực. Trong khi phiên bản dành cho chiếc máy bay quân sự có 2 chỗ ngồi, công suất lên tới 1.600 mã lực. Điều đó cũng cho thấy chiếc máy bay đó có độ cơ động rất cao. Philippines không thuê máy bay hay tàu thủy để chở 6 chiếc máy bay mua của Brazil về nước. Có lẽ là để tiết kiệm chi phí. Thay vào đó, họ cho những chiếc này tự bay về. Và vì vậy, chúng mới bay qua thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ thử lái chiếc A29 Super Tucano làm vài vòng bay lượn và sẽ thử sử dụng vũ khí của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.